Xin chào các bạn, hôm nay mình xin được clip đập hộp mẫu HG Iron Lock Oven mẫu Resego được Bandai sản xuất vào năm 2016. Con hàng này mình mới nhận từ shop của kênh Damien Build Store và hãy cùng mình cùng xem bên trong có những gì nào. Box à. Và đây là phía ngoài của box. Khá là nữ tính. Và đây là cái bộ long distance kết hợp với Resego. Bên đây chính là con hàng sau khi hoàn chỉnh runner. Đó, ở đây để can. Đây là một số súng do trong quá trình chuyển có vài phát bị rơi ra nhưng không sao, vẫn ở trong một còn nguyên siêu màu hồng khá là nữ tính. Đây. Và hãy cùng xem cái cuốn hướng dẫn. Đây mẫu Resego được nhân vật Shino lái trong phiên Iron Lock. Xem từng trang một. Và đây là vũ khí đó, bao gồm rìu, súng, có thể súng ngắn. Và đây là sơ đồ của nó, các bạn có thể thấy phần thân. Tất cả chi tiết đều giống mẫu, gần y hệt giống mẫu race cũ màu xanh lá. Nếu ai đã từng có con hàng, các bạn nhìn thấy các bạn sẽ biết một số chi tiết giống y hệt luôn, riêng phần vai thì khác. Chân cũng vậy. Và đây cảm ơn các bạn đã xem clip đập hộp mẫu Resego của tôi. Nhớ ủng hộ kênh tôi và tôi sẽ làm tiếp vài clip nữa cho các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại.